chào các bạn nha. Hôm nay là thất nghiệp rồi các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy là đó trước mặt mình nè. Đó là cái đèn chùm. Đó, đèn chùm. Đó mà từ dưới đó, dưới đó là mình thật chùm xuống đó. Nhà nó cao quá. Đó, đi lau đèn, đi lau đèn. Đó, các bạn. Đó, thất nghiệp rồi, bây giờ mình đang thất nghiệp. Đó. Đèn chùm đó. Bây giờ mình đang ở trong cái đội vệ sinh đi lau nhà cho các đơn vị bạn ở thành phố Phan Thiết. Bạn nào mà có cần cái nhu cầu này là nói cho mình biết nha. Đang ở trên cao nè các bạn, quá trời luôn. Mình đang ở trên cao nha. Cái này cả vàng nè, vàng cao quá trời luôn. Thank you.